Khách nào xài Sleo các bác? À, Sleo. Lâu lắm mới gặp lại Sleo. Sleo thì nó giống như là cái hệ điều khiển đi theo các bạn, gọi là chủ tớ á. Có một con, có một con chính nha, còn con mấy con này là Sleo hết nha. Này nói chung bán rẻ vậy các bạn xài nha. Nó điều khiển nó liên kết qua cổng internet nha các bạn. Internet nội mạng nha. Sleo rất là nhiều cổng. Để xem có ứng dụng gì phù hợp thì mình ứng dụng lên nha. Hiện tại thì mình chỉ bán vậy thôi nha. Hàng đã test bao sóng nha.